Đó, chú chó đáng yêu chưa? Ăn nhé. Nó chẳng ăn bánh mì mà nó chỉ muốn ăn thịt thôi. Mà cái bánh mì này khổ nỗi lại không có thịt, chỉ có trứng với lại bánh mì. Đấy. Bây giờ thử cho nó một ít bánh mì lại xem nó ăn không nhá. Ăn bánh mì nhá. Gật đi thì chỉ cho ăn, ăn nhá. Này. Đó. Ăn đi. Ồ, ăn thật cái miếng này có tí mỡ nó ăn. Còn cái miếng mà không có mỡ nó không có ăn. Trời ơi. Ăn không? Ăn nốt không? À, không. Nó chỉ liếm có cái gì nhỉ? Không phải thịt đâu chị, mà nó có cái gì béo béo thôi. Chứ bánh mì này em mua bánh mì trứng mà. Này. Ngẩng lên. Được rồi. Ăn nữa thôi. Ừ. Đi chơi lại đến con này nữa. Lại đây. Lại đây ăn bánh mì không? Con kia. Này. Đó, con nào ăn? Con kia nó cũng không thèm ăn luôn. Đó. Thế đây chưa? Thôi, không ăn thì thôi đi chơi nhá. Này. Không ăn thì thôi đi chơi nhá. Ừ, tạm biệt.